alo Thiên Vũ xin nghe ạ. Dạ đúng rồi anh ạ, em có thể hỗ trợ gì cho anh ạ? À, thì hiện tại thì bên em đang có một số dòng như là JBL, Calip và Bo. Ví dụ như là anh xác định là sẽ tính là sẽ lắp ở phòng khách hay là phòng ngủ hay là không gian mở anh. Thì anh chụp lại rồi anh gửi qua bên em ha. Rồi em xem rồi em sẽ lên báo giá và gửi qua anh ha. Rồi cảm ơn anh Thiện ha. Dạ chào anh ạ. Chào anh Thiện ạ. Dạ ok anh à, thì trong chiều nay bên em sẽ lắp cho anh luôn ha. Dạ. Karaoke rất là hay, không bị hú, hát rất là nhẹ. Điểm 10.